Hồng Tâm Mảnh Ghép Yêu Thương xin kính chào tất cả quý vị khán giả trong và ngoài nước. Con xin chào chú Sĩ. Chú có thể giới thiệu đôi lít bản thân mình, tên, họ, tuổi và nơi làm việc và nơi sinh sống của chú được không? Chú xin giới thiệu là chú là Phan Quốc Sĩ, quê là ở Nghệ An. Thì gửi lời chào tới chương trình Sài Gòn Vô và Tiếng Nói Yêu Thương. Dạ. Chú là rất chân thành cảm ơn đến chương trình và cũng đã theo dõi chương trình một thời gian cũng khá dài rồi. Cũng lên chương trình để nhờ chương trình tìm kiếm một mảnh ghép làm sao để cái cuộc sống nó những cái ngày còn lại để nó có ý nghĩa và sống trong hạnh phúc. Dạ. Chương trình Hồng Tâm Mảnh Ghép Yêu Thương là nơi tạo ra nhịp cầu nối để giúp cho các cô chú anh chị và các bạn có thể đến với nhau và cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Và trước khi tham gia chương trình thì bên con có vài cái thể lệ thì con sẽ thông báo và chú sẽ nói đồng ý giúp con nha. Dạ, chú Sĩ có đồng ý cho phép Hồng Tâm Mảnh Ghép Yêu Thương được sử dụng hình ảnh của chú và video của chú đăng lên mạng xã hội được không chú? Chú hoàn toàn đồng ý với cái chương trình. Dạ. Trong cái thể lệ của chương trình nếu như đưa lên đúng một cái ý nghĩa của nó không vi phạm với tất cả những cái điều lệ mà không cho phép thì chú hoàn toàn là đồng ý mà cũng nhờ chương trình là giúp đỡ và kết nối cho chủ để chủ được sống những ngày còn lại được vui vẻ và hạnh phúc. Dạ. Điều thứ hai là mọi thắc mắc cũng như là về khiếu nại của bản thân chú từ phía gia đình của chú yêu cầu bên Hồng Tâm Mảnh Ghép Yêu Thương gỡ bỏ video là không được nha chú. Chú đồng ý. Dạ. Và mọi lời nói thì chú phải chịu trách nhiệm hoàn toàn ở trong cái video này. Tất cả những cái gì chú đã nói lên đây đó là sự thật. Và thứ hai nữa là chú phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trên những cái lời nói của mình khi đã tham gia chương trình. Dạ vâng, con cảm ơn chú. Và chú có thể cho con cũng như tất cả quý vị khán giả biết thêm về tình trạng hôn nhân của chú đến thời điểm hiện tại được không? Chúng đã ly thân 4 năm mà ly hôn được 2 năm. Thì bây giờ là chủ là sống độc thân. Chủ là sinh năm 1969. Đó, năm nay là 55 tuổi. Dạ. Hiện nay là chủ sống một mình tại nhà riêng. Còn con cái thì bây giờ nó chủ đã lo hết rồi. Chứ nó lập gia đình mà nó trưởng thành. Tóm lại là bây giờ các cháu chủ là một trai một gái. Thì gái thì lấy chồng về Đà Nẵng, còn con trai thì nó thành lập doanh nghiệp ở cung ở Nghệ An này, cũng là nó thành lập một cái doanh nghiệp vận tải. Còn chủ là làm đến con gái chủ thì nó làm ở sân bay của Đà Nẵng, nó lại chồng ở đâu kia. Còn bây giờ là chủ là ở một mình, ở riêng một mình, có nghĩa là cái khu đất này chủ mua để làm nhà xưởng với nhà ở đấy. Bây giờ là hoàn toàn độc lập, con cái nó đã ổn định và nó ổn định và nó cũng là về mọi mặt thì cũng là cơ bản. Dạ, chú có thể nói sơ về lý do mà tại sao hai cô chú lại không ở với nhau? Thì trong cái cuộc hôn nhân thì nói chúng để cái giờ ngày nó tuổi của chú mà đã chia tay là đó là một cái sự đau rất là đau đớn. Nhưng mà trong cái đổ vỡ thì cũng không lỗi hết gì ai, nhưng mà chú thì chú vẫn cảm thấy buồn là bởi vì tất cả những cái điều kiện, những cái gì mà chú đã hy sinh để có ngày hôm nay mà chú bị mất mặt quá lớn, cho nên chú cũng bị sụp đổ, nên là chú rất buồn. Nhưng mà cũng đã qua 2 năm rồi thì chú cũng phải nói chung là mình cũng phải nhìn ra thực tế mà tất cả những cái thứ gì mà mình tính đang còn nghị lực và đang còn cơ hội để làm lại cái cuộc sống thì mình phải cố gắng, còn mình cũng thể là gục ngã.
Dạ, thì trải qua 2 năm mình chia tay bà xã thì chú đã quen được với cái cách sống một mình chưa? Tổng lại thì bây giờ nói là chú cũng muốn quên hết tất cả những cái nội dung đó, nhưng mà thực ra mà nói là có những cái những cái nỗi niềm, những cái đau đớn đó thì thực ra là nó thành một cái như là một cái vết cắt, thì nó nói để nó quên lại tất cả mà không quên được, nhưng mà chú phải cố gắng. Tóm lại là cuộc sống của chú thì chú phải xác định mình phải cố gắng, còn mình cũng cố gắng thì tất cả nó không 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 thể lại được. Nên là chú thì con nó cũng có nói là bây giờ ba về 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 với con, nhưng mà nói thật cái chuyện tình mình nói thật lòng là mình cũng nói già thì cũng chưa phải là quá già mà lại trẻ không trẻ, nhưng Dạ. mà bây giờ mà về với con mà thực tế nó là cũng thấy nó cũng chưa phải là hợp. Thì tuổi này bây giờ về để đưa cháu đi chơi hay là để này kia thì cũng phải, mà chủ cái người chủ là cũng năng động, hay làm mà cũng đam mê, mà cái nghề nghiệp chính của chủ á là bên lĩnh vực là cơ khí chế tạo đấy, có nghĩa là Dạ. cũng đam mê về lĩnh vực cơ khí, cho nên là mình cũng muốn khám phá. Thứ hai nữa là làm chút với chữ đời, và đồng thời nữa là tất cả những cái sản phẩm chủ làm ra thì được cộng đồng đón nhận một cách rất là nhiệt tình, cho nên mình cũng muốn cống hiến thêm để làm một điều gì đó cho gia đình, cho đất nước. Và tất cả những cái điều đó thì chúng đã được ghi danh đến tất cả những cái đến đến kể cả trên mạng xã hội, kể trên YouTube, kể cả trên đài truyền hình, kể đến báo chí, chúng là đều có, nên là cũng muốn để cống hiến thêm, cho nên là mình cũng phải đi riêng một đường của mình. À, thì bây giờ là tìm vợ, cũng là tìm vợ mà cũng như là tìm một người cộng sự đấy, để cùng với chủ đề có thể là để đồng hành với chủ đề trong cái ngày còn lại nhất á. Thì bây giờ là tham vọng thì con cái thì nó chỗ này hết rồi, thì bản thân mình thì bây giờ cũng vừa làm để vừa để hưởng thụ, để có một cái hạnh phúc riêng của mình, đó là một cái điều mong muốn đâu đó. Nếu như ai mà cảm thấy cảm nhận được cái mình á, đó, thì phải đồng cảm. Thứ hai là cũng phải gây một cái niềm tin để có được người hạnh phúc, để mà nó bù đắp lại những cái mất mát, những cái đau thương rất là đau. Nói chung là khi cuộc tình mà đủ cái đồ vợ thì chúng ta đau, và thật ra là chúng rất là ám ảnh. Cho nên Dạ. là ai đó khi mà theo dõi chương trình này á, thì nếu thực sự là cần một người để một cái bờ vai, hay là cần nhà thực sự á, thì để mà chủ, chứ con chủ bây giờ chủ cũng nói thật ra là nghèo thì không phải, mà do mình chẳng có, bởi vì mình thì cũng lo cho con cái quá trưởng thành này, thì bản thân bây giờ thì nó nói chung là mình chỉ là kiến thức, còn tiềm lực và kinh tế thì mình cũng thật ra là bây giờ cũng chỉ mua vừa mới mua cái khu này đấy, là đầu tư vào đấy thì cũng không còn tiền nữa. Và thứ hai nữa là xác định mình cũng không ở đây nữa, thì mình cũng muốn để tìm một nơi nó đó phù hợp và có thể gỡ nó vận vào miền Nam. Thứ nhất đó là cái thị trường nó rộng mở hơn. Cái thứ hai nữa thì tất cả những cái đề tài của chủ vẫn muốn vào để tham gia các tỉnh ở miền Nam thì nó tiềm năng hơn, để có những cái bước đột phá. Thứ hai là mình có thể chức nhiều hơn, thì nói về quan điểm là như vậy. Dạ, thì chú nói về cái cuộc hôn nhân trước có làm cho chú quá là nhiều đau khổ, thì chú có thể tiện chia sẻ một số được không chú? Khi cuộc hôn nhân thì chúng ta mới nói là chủ thì một cái người rất là thoải mái, rất là hòa đồng, và mà thật ra là nhiều khi mình cũng quên mất chính mình luôn đấy, cho nên là mình cùng một cái lỗi là mình cũng quá dễ dãi, quá tin người. Tất nhiên thì ai là cũng vậy thôi, khi người ta lấy vợ thì tất cả những cái hạnh phúc nhất, những cái điều vui nhất thì muốn dành cho người bên mình, nhưng mà nếu như là người đó để mà dành lại cho mình được một cái niềm tin thì cái hạnh phúc có thể đong đầy, nhưng mà thật ra mà nói là chúng cũng không nghĩ tới, thì cái đồ vợ một cái thì cũng mất mát rất là lớn.
mất lớn nhất là mất một cái gia đình nó trọn vẹn mà nó rất là ok, mà bị đẩy mất một cái sự đẩy mất đó là nào rất là đau, rất là đau. Nhưng mà thôi tất cả những cái thứ gì khi mà đã hết duyên rồi thì mình chẳng có thách ai hết đó. Thì chủ cùng sụp đổ, nhưng mà bây giờ thì thực ra thì cũng phải cố gắng cũng là để tìm lại cái cuộc sống của chính mình. Dạ rồi, và cái công việc làm cơ khí của chú á, là từ xưa tới bây giờ luôn hay sao? Chú trước đây là chú chủ yếu là về lĩnh vực nông nghiệp. Nông nghiệp hả chú? Dịch vụ có nghĩa là cơ khí dịch vụ về nông nghiệp ấy. Có nghĩa là chú sẽ làm những cái đề tài mà thay thế được cái nhân công hoặc là tính năng của tất cả những cái dòng máy đều có thể là mình tự làm độc lập được. Thí dụ như máy gì chú? Ví dụ như những cái dòng máy mà để mà sản xuất về nông nghiệp ấy, ví dụ như là tất cả những cái dòng máy mà nó liên đới đến cái chuyện này, nó thay thế cái sức người, thì mình cũng bằng những cái sự cải tiến hoặc là làm một cái sản phẩm để ví dụ người dân để ví dụ như máy cắt lúa đúng không, máy gặt lúa đúng không chú? Mày sửa đất này, mày gặt lúa này, mày hái cà phê này, hoặc là những cái trại có thể là cắt cỏ này. Là chú tự chế tạo ra hay chú mua linh kiện về chú lắp? Chú chế tạo, nếu mua linh kiện thì thị trường nó nhiều. Mình làm những cái sản phẩm đó là những cái sản phẩm để tích hợp những cái cải tính năng mà nó nâng cái hiệu suất của cái hiệu suất trong cái lúc mà mình làm việc á, thì nó tiết kiệm được này, giá thành nó rẻ, nó cũng cạnh tranh được. Bây giờ thì cơ chế bây giờ thì máy móc nó nhiều lắm, nhưng mà thứ nhất là nó đắt. Nếu như khi mình phải sản xuất theo một cái hệ thống hay là mình nhập theo những cái hệ của nước ngoài này thì nó phải đắt. Thì mình có thể là mình bằng một cái thực tiễn mà giá nó rẻ, có thể là nó cũng phải là nhìn nó cũng quá hiện đại, nhưng mà cái tính năng nó có thể là vẫn vượt trội, hình thức có thể nó cũng đẹp nhưng mà chất lượng thì nó ok. Đó là cái dạ thì bây giờ chú muốn tìm một cô để mà về phụ giúp công việc rồi làm sắp xếp quản lý những cái linh kiện rồi để cho chú làm đúng không? Thì bây giờ thì thực tế thế này, chú thì trước đây chú cũng công nhân chúng ta rất đông, nhưng mà từ cái lúc mà vợ chồng nói chung là từ khi bắt đầu COVID bây giờ đấy thì bắt đầu chú bị sụp đổ và mất mát quá lắm. Nói chung là cái số mất mát là không bằng phổ điểm được, cho nên là mất tiền tỷ không chú? Mất tiền tỷ không chú? Rồi, ở đây đến nó không đến được. Nó là như vậy, vì chủ là một doanh nhân mà. Nói chung là bây giờ tất cả những cái nếu như ai đó cứ vào được tăng quẹt á. Tăng quẹt chú tên gì? Phán sĩ đấy, phán sĩ mà trên YouTube ý á, trên các cái cổng thông tin nó đều có hết á. À, là chú có website tên là phansi.com hả? Đúng rồi. Còn chúng tôi bị đánh tán mạng á, mạng xã hội thì nói với chủ báo chí đài truyền hình những cái tin thì chủ rất nhiều, và chủ đã được từng mời vào các cái trường đại học, ví dụ như trường đại học công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh này, đại học Huế này, đại học Cần Thơ này, là chủ đều được tham gia hết. Đó là tham gia trong các cái hội chợ này, rồi tham gia trong các cái hội thảo này, truyền dẫn về kiến thức khoa học này, thì chủ được đều được tham gia. Một trong chín người có tận nước đó là bảo chú đấy. Wow, thì khi mà con mới nói chuyện với chú thì con thấy chú là một người khá là đơn giản, không có cầu kỳ gì. Và những người mà kỹ sư cơ khí thiên về máy móc đồ thì thường người ta gọi là cứng á. Thì con không biết là cái tính của chú nó có cứng có thô giống như là người ta thường hay nói không? Không, cái người chủ thì sống rất là thiện cảm, nhất là như vậy, hai nữa là chủ sống là vì cộng đồng đó. Còn bản thân thì chủ nói thật ra cái lúc mà chủ làm ăn bình thường thì nói cho đúng đã mà nói là mình không tham lam, nhưng mà tiền chủ nó có thiểu lắm. Dạ yeah. Bởi vì mình làm là cũng lấy phúc lấy phước, hai nữa là mình cũng phải bị hy sinh, mà tình chủ thì rất là hòa đồng, rất là thoải mái.
dù từ thiện rất nhiều đó, mà cái cuộc sống nó bình thường là chủ vẫn nói chung là vẫn khỏi từ thiện đó. Có nghĩa là khỏi giúp người đó, giúp đời giúp người, ví dụ như có thể có những cái con máy chú làm đó chỉ lấy vốn mà thằng hiếm đủ đó, chú vẫn cho người ta lấy cái làm từ đâu có lấy tiền đó. Dạ rồi, về đó là phần công việc của chú. Còn về chiều cao, con nặng của chú thì bao nhiêu? À, chú nó cao 1m71, nặng là 61kg. Nói chung là chú khi cao điểm của chú là 66, mà chú khi mà gia đình sụp đổ chú xuống 10kg. Cái cú sốc quá lớn đối với chú. 7 tháng chú không ra khỏi nhà, hắn là xịt đến cháu chắc đưa đến chứ con chú không ra khỏi nhà. Rồi khi mà chú bị một cái cú sốc như vậy rồi thì lý do tại sao chú lại lên đây để mà nhờ tụi con tìm một cái mảnh ghép tiếp được chú? Thân ra thì bản thân chủ thì cũng nói cho chúng ta đi, khi mà chủ để xác định đường lấy thì tất cả mọi thứ thì nó cũng đều muốn đến với chú, chứ không phải là có. Thân ra mà nói là có nhiều bẻ rất là tệ. Nghĩa là những người biết đến chú thì người ta vẫn rất là đồng cảm, nhưng mà chú thì cũng phải là tròn trẻ làm gì, nói chung là nó phải là vừa phải để những cái người đó nó người ta phải hiểu được cái hoàn cảnh như mình thì mới chia sẻ được là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì bây giờ lấy cái chương trình thì tất cả những cái sự tìm kiếm nó rộng rãi hơn, có thể là mình có thể cũng là được kèm tròn, nhưng mà có thể là để tìm những cái người có thể nó phù hợp với mình hơn. Còn nếu như mà mình ở trong một cái địa phương mình chẳng hạn, hoặc là trong một cái khối khổ nào đó thì nó cũng không có thể là bây giờ chủ thực ra chủ vẫn nó tự tin mà không có tự tin nữa đó, vì nó cảm thấy nó cũng sốc quá lớn, nên là bây giờ để gái đó thực sự mà nói thì mang được cái chủ tâm chân thành đó. Còn nghèo khổ hay là như nói bây giờ chẳng ai chọn nghèo cả, nhưng mà đấy có nghèo cũng đâu có sao đó, bởi vì chủ cũng từ là có số không đi lên, cũng từ một cái gia đình đông con cũng được, mình cũng được học hành ở nơi tổ chức, nhưng mình cố gắng thì nó không sẽ được hết, nó cũng vấn đề gì cả đó, mà là của thì cũng lớn rồi, nhưng mà cái nghị lực của chúng vẫn nó còn sụp sôi lắm, bình thường cũng cảm thấy là như vậy. Dạ, vậy độ tuổi mà chú mong muốn tìm hiểu là cái cô đó ở độ tuổi nào? Tổng lại thì chú sẽ lấy người nào mà tuổi từ 40 trở lên, bằng chủ được số. Từ 40 cho tới khoảng bao nhiêu chú? 55. Dạ, rồi. Mình có phân biệt vùng miền không chú? Không, mà bây giờ này, ví dụ như người Bắc mà người ta ở đằng kia, mà người ta muốn xây dựng gia đình ở đó kia thì chú sẵn sàng. Nói chung là chú cũng nói thẳng là như vậy, bây giờ nói về tiềm lực của chú cũng mạnh, nhưng mà nói về tiềm đồ là chú sẽ mạnh, và nói về tương lai là chú sẽ mạnh, bởi vì chú sẽ bằng mọi cách để lại là chính mình, và tất cả những cái gì của mình ra đi thì nó phải trở về, cũng thể là mà cái chuyện đó được đó là chú nghĩ. Dạ, khi mà quen cô ấy rồi á thì mình sẽ ở đâu? Thì thực chất mà nói là bây giờ nói để mà chủ mua đất ở Sài Gòn là chủ chưa đủ điều kiện. Vâng. Thì có thể là một cái nơi làm ăn thì có thể chủ cũng phải ở Sài Gòn, chủ sẽ đi những cái vùng miền còn cảm thấy nó phù hợp với mình nhé, để chủ phát triển kinh tế là chính. Miễn cái người đó cùng với chủ, đồng hành với chủ. Là chắc chắn cuộc sống thì nó chú sẽ trở dành là được một cái niềm hạnh phúc, của lại chú nghĩ là vẫn là biết mà. Dạ, chú mong muốn về con nặng của cô ấy thì như thế nào? Tóm lại thì cũng đừng có quá thấp, nói chung là từ tầm mẹ trên mẹ 55 từ đấy là được rồi. Nặng khoảng bao nhiêu chú? Nặng thì cũng vừa thôi, vì chủ nó còn đâu phải nó, nói chung là chủ nếu như mà được trở lại bình thường thì cũng không thể nổi, nhưng mà bây giờ hiện nay vẫn còn mất 6kg mà. Rồi thì, chú có muốn cô ấy có công việc ổn định không?
Tất nhiên thì nếu như mà theo một cái xu hướng á, mà theo suy nghĩ của mình thì dù họ có ổn định hay không không ổn định thì khi mà đã chấp nhận với mình á, thì là phải theo mình là ở chỗ như này này. Tất nhiên khi chủ một khai thác một cái thị trường nào đó thì cũng phải cần người để quản lý, không phải để thì bây giờ là chọn nghèo thì không phải là chọn nghèo, nhưng mà bây giờ nói chung cái đó là tùy duyên. Chồng giàu chủ cũng phải là chồng giàu, mà nếu như là lại để xác định giàu mà để hạnh phúc thì lại là chủ hạnh phúc chứ, là chủ hạnh phúc. Nhưng mà cái giàu á, cái có điều kiện mà để hạnh phúc là vợ chủ là loại hơn đấy. Nhưng mà cái điều kiện sống ở cái cuộc sống thì cũng cần phải có tiêu lực, nhưng mà nó phải những cái đó nó phải là đồng cảm và đồng hiểu. Ví dụ như người ta có bỏ cùng như chủ bỏ, tất cả mọi thứ thì nó phải là được một cái gì đồng nhất đó. Biết biết tôn trọng nhau, coi bây giờ là đến với nhau rồi là coi nhau là mọi thứ, coi nhau là một thôi. Chứ còn bây giờ còn phân biệt này ông tôi thì nó mệt lắm. Nói chung là đợi đến với nhau là toàn tâm toàn ý, nói chung là đói thì cũng đói, mà khổ cũng khổ, sướng cũng sướng. Đó, để chia sẻ với nhau vui buồn, để cố gắng với nhau. Đó, có thì ta dùng có, không thì dùng không. Yeah. Cái tuổi này đến với nhau rồi á, thì chủ cũng nói thật là như vậy. Cái tuổi này đến với nhau rồi thì hầu như con cái cũng đã trưởng thành cả. Nhưng mà chủ thì chủ không quan trọng về vấn đề đó. Con chủ thì trưởng thành rồi, nhưng mà con họ ví dụ như là họ đó còn có con, còn dám nhớ cảm xúc. Đúng là đây chứ, với chủ thì chủ vẫn tin rằng chủ sẽ làm không để người ta thất vọng, mà người ta sẽ cảm nhận được cái hạnh phúc đó thì sẽ là đám đây. Chủ ví dụ như cô đó có nhà mà không muốn theo chú, thì chú có chịu dèm với cô không? Cái chuyện ở đâu của chủ cũng không khái niệm. Ví dụ như khi mà thực sự yêu nhau, thực sự thương nhau thì bất cứ ở đó cũng là cuộc sống cả. Đâu cũng là con người mà. Thứ hai là chủ đâu phải không có nhà, chủ không khái niệm. Ví dụ như có về với người ta, chủ cũng khái niệm chủ ở về. Chú vẫn phải cho người ta là vợ, mà phải được yêu thương nhau, một trong đoàn nhỏ. Chứ còn nếu ví dụ như về nhà chủ hay là ở nhà vợ, bây giờ đó là một cái miệt thị hoặc là một cái mặc định nó đó, thì thứ tám là cũng đâu có hạnh phúc. Khi người ta đã thương mình á, thì người ta sợ mình khổ, thì đó mới là ý nghĩa. Chứ còn mình bây giờ mình nghĩ về nhà vợ ở cho mình thì lệ thuộc cái chủ, không lệ thuộc. Bởi vì chủ cũng có nhà, chủ cũng có cuộc sống, chủ cũng có năng lực, rồi cũng có thể cũng vẫn làm ra bình thường. Cho nên là nếu như cuộc sống mà bị chia sẻ thì người bên chủ phải sợ chủ khổ, mà chủ phải sợ họ khổ, thì mới là hạnh phúc. Chứ còn bây giờ mà nếu mà nói là mình thì sợ nó vào trong đó ở lệ thuộc người ta, nó có lệ thuộc cái gì đâu. Lấy nhau mà nó còn lệ thuộc nhau thì người ta thì cũng không nên để với nhau. Nếu con có suy nghĩ đó là không nên để với nhau, để làm khổ nhau một lần nữa thì là hoàn toàn không nên. Đó. Cùng nói lên cái chương trình để những cái người mà có thể để chú ạ, thì chú cũng nói lên cái sự thật là nó như vậy. Vì lên cộng đồng này thì bây giờ anh em bạn bè các thứ là có thể là phận bên chung lên đây mà, thì nói như thế nào thì chắc chắn hơn. Dạ, ví dụ như có những cô mà chưa có công việc ổn định đi, bây giờ muốn theo chú về thì chú đồng ý không? Chú tạo điều kiện công việc cho cô không? Về nhớ chứ có về với chủ thì chủ cùng chủ trượt mắt với chủ cùng phải tìm một cái ở trong cái làm ăn. Chứ còn về này án thì chủ nó còn muốn bỏ đi là bởi vì thứ nhất á là một cái ảo ảnh. Dạ. Cái thứ hai nữa là ở cái miền đất đấy á, thì bây giờ nói để khai thác với chủ là cái dạng mà chúng ta không tới nổi, mà chủ cũng đã thấy mình cũng muốn thêm một cái thị trường khác để mình có một cái thị phần nó tốt hơn. Dạ. Đồng nghĩa với cái hoàn cảnh ấy, mà cái thứ ba nữa là cái kỳ hậu nó khắc nghiệt, mà bây giờ cũng phải là mình đổ vỡ hạnh phúc của mình đổ vỡ thì mình nghĩ đến cái chuyện là mình vào miền Nam thôi. Khi nó còn bình thường thì cũng đóng con cái nó tưởng hay rồi, thì chúng cũng muốn vào, thậm chí chúng vẫn muốn vào Đà Lạt ấy, để sống để nghỉ dưỡng á, cứ nghĩ ra vậy á, mình phấn đấu đến như vậy, nhưng mà nó bất thành. Tóm lại là mọi cái suy nghĩ của chúng thì nó không phải như người khác, nhưng mà bất thành thì bây giờ thôi mình cứ làm lại, không còn đây gì cả. Năm năm tuổi thì vẫn còn có cơ hội mà, chưa tới nổi đâu.
Dạ, đó. thì tuổi của chú mà chú có ý chí phấn đấu làm ăn tới giờ thì tuổi trẻ như tụi con thì rất là ngưỡng mộ chú. Rồi, Thì chú có yêu cầu về người phụ nữ sắp tới của chú thêm một cái ý nào nữa không? chủ yêu cầu cái người đó để cái chủ là mang được cho một chủ một tấm chân thành, một cái niềm tin, đó là cái chủ cần nhất đó. Còn cái tiền á, cái điều kiện kinh tế thì bây giờ nếu mà nói để người ta có để cho mình sửa thì cũng không chắc hẳn Dạ. đó, mà mình có mà để cho người ta sửa cũng chắc hẳn. Nhất cái gì mà sâu thẳm với trong cái vấn đề đó là cái chân thành, phải có niềm tin ở nhau. Và bây giờ tất cả những sự đổ gãy của hai bên đó, đó là cũng cho mình một cái gì đó mình cũng phải nhìn lại bản thân. Thứ hai là trong cuộc sống mình cũng phải tiết chế, được nhường nhịn. Cuộc sống một cái gia đình thì nó sẽ có rất là nhiều vấn đề nó xảy ra, nhưng mà cái người phụ nữ đó là người giữ gia đình đó. Người chồng thì nói chung là nó thì cũng không phải là mình bảo vệ cho đàn ông đâu, nhưng mà đàn ông thì vẫn là bao dung hơn đó. Chứ không phải là người ta không phải đâu, nhưng mà chủ thì nói chung là cuộc sống của chủ, nói với cái hạnh phúc đổ vỡ của chủ thì mình là biết rồi, nhưng mà rất là sợ. Chủ là người về tức là bản lĩnh và kiên cường, thật ra mà nói là một con người của chủ không được trang bị về kiến thức cơ bản, nhưng mà chủ cần đứng lên tên được những cái gì mà rất là danh dự. Thứ nhất là được bộ trưởng bộ khoa học công nghệ về tận nhà chủ để trao cho chủ những giải thưởng. Chủ có cột lên mà nó bây giờ có vào mà nó biết đó là những cái minh chứng thôi, chứ không phải còn cái những cái chứng nhận, những cái huy chương, những cái huy hiệu về để mà xác nhận chủ là một người có tính sáng tạo của đất nước Việt Nam. Chủ đều có hết tất cả đất Quá tuyệt vời. đó. Ông bảo là chủ không phải là ngồi đấy, là không phải là ngồi để mà phô trương người ta. Thầy chủ lên đây cái chương trình, chủ thấy có nhiều người là nói tôi cho bây giờ chỉ cần người là phải tiêu tiền là cái này cái tôi thì chủ không nói như vậy, nhưng mà chủ nói là chắc chắn người ở bên chủ nếu như người ta mang lại cho chủ được một niềm vui thì chắc chắn là người ta sẽ được hưởng một cái hạnh phúc vậy, là tên là tuyệt vời luôn. Bởi vì con người chủ là cực kỳ là hiểu người trong tôi nội đó, rất là thấu hiểu đó. Thì cũng mong ai đó mà theo dõi chương trình này á, thì nếu mà cho cơ hội thì cũng thực ra là cũng, thứ nhất á, nó phải đồng điều, nó không thể là như là chủ để chọn một cái người nghèo để mà cứ mang thì đủ cũng chưa đủ điều kiện trong lúc này đó. Mà chọn một người giàu mà dựa vào cái đó thì cũng phải đó, cái đó là tùy duyên đấy, cái đó tùy duyên. Nếu như ai đó cũng người ta có điều kiện, bây giờ người ta cần một người đàn ông để phát triển cái khu phát triển mà hưởng thụ một cái cuộc sống có ý nghĩa thì chủ nói chung là sao sao chủ không cả này, mà chủ cũng chẳng sợ chứ, đó là tiền của họ hay tiền của mình, nhưng mà cái đồng tiền đó mình thì phát triển được, mình phải làm ý nghĩa để họ cũng được hưởng trong cái vấn đề, được hưởng trong đó, mà mình cũng là một người cùng với họ để trong cái vấn đề đó. Chủ không khái niệm là quá hết đó. Dạ, rồi con hỏi chú một câu nữa nha. Nếu như mà hai cô chú có tìm hiểu được với nhau rồi thì chú có hay mua quà tặng cho cô không để thể hiện tình cảm của mình? Tại vì phụ nữ thường ai cũng thích tặng quà hết, thích sự lãng mạn đến từ người mình thương. Giờ nói qua thì tất nhiên là thế này, tất cả những cái gì mà chủ làm được thì chủ vẫn muốn dành cho người bên mình thôi, dành bằng tất cả chứ không phải là quà gì đó, có nghĩa là mình dành cả cuộc đời cho họ chứ không cần gì quà hết. Tất cả những cái gì mình làm được, mình có được là người bên mình có đó. Phụ Còn nữ chủ đơn sống như giản lắm, đôi lúc chú chỉ cần tặng cho một cái món quà, một cái thỏi son hoặc là một cái cây hoa đơn giản là người ta cảm thấy thích rồi, chứ không cần phải là cả một cái khối ví tiền dụ lớn khổng lồ đó chú. nói với chủ này, chủ nói ví dụ như chủ có muốn nữ trang cho vợ hay là muốn đồ cho vợ thì chủ là chủ không tính bằng tiền mà tính bằng cái thích á, chứ không tính bằng tiền. Có nghĩa là khi mà chủ mà đầu mối là không tính bằng tiền nữa, bởi vì chủ là một người trước đây chủ có điều kiện mà, chứ nó đâu phải là ấy đâu, nó phải là như bây giờ không tính bằng tiền. Có nghĩa là về tính bằng cái đó vợ mình có thấy hay không, bản thân mình có thấy hay không, thì không tính bằng tiền, thì chủ chỉ nói là có là như vậy thôi. Dạ rồi. Rồi bây giờ thì chú còn có muốn nhắn nhủ gì tới cô ấy trong tương lai không?
chú cũng muốn nhận những người mà có thể đi xem qua cái chương trình này á, mà nếu như quan tâm đến chú á, thì khi mà tìm hiểu với chú là thì cũng phải thật sự thấu hiểu và phải thật sự là đồng điệu và thật sự là phải cho chú một cái niềm tin. Chứ còn nếu như là nói là bây giờ này để mà khi mà cảm thấy cái cảm nhận mà chưa cảm nhận về con người đó thì thực ra mà là còn về với nhau hay là có như thế nào thì được cũng chẳng hạnh phúc đâu. Mà bây giờ cái tuổi này chủ là cần cái tình cảm, còn cái vật chất thì con cái thì nói chung người để cho mình thì tính chắc là người ta cũng phải là nuôi lên một hai nữa, mà có thể là người ta cũng đã hóa được những cái giai đoạn nó khó khăn nhất thì chú cũng vậy thôi, con cái nó trưởng thành thôi thì chỉ có mỗi cái bản thân của mình và cái con người đó là nó sống để có một cái sự hòa nhập để sống thì hạnh phúc làm sao bạn nó trọn vẹn những cái thời gian còn lại thì chứ nó có ý nghĩa để bù đắp lại cho nhau những cái mất mát và những cái gì mà mình quá là đau khổ trong cái mối tình duyên mà mình đã vấp phải đó. Thì phải thực sự là bù đắp cho nhau chứ còn thực đừng có vì nhau đấy, sợ đừng có vì nhau nữa đấy, cũng đừng có quá nặng nề những cái gì và những cái bỏ được mình nên bỏ đi để xem đây là một cái cuộc sống mới đấy. Cũng vừa làm cố gắng làm để cũng vừa là thù hưởng cũng vừa là để phát triển thì đó mới là cái mẫu chủ những cái vấn đề gửi cái thông điệp này cho những cái người mà khi mà cảm nhận với chú. Dạ cảm ơn chú rất là nhiều. Thì chú sĩ một kỹ sư cơ khí rất là giỏi và yêu nghề. Thì cô nào mà muốn kết nối với chú thì hãy liên hệ ngay cái số chương trình hiển thị trên màn hình nha. Một lần nữa thì con cảm ơn chú đã lên chương trình phỏng vấn và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã xem hết cái video này của Hồng Tâm Mảnh Ghép Yêu Thương. Và bên con thì có bán một số sản phẩm về trầm hương, nhang trầm, vòng trầm các thứ. Câu chú mua ủng hộ tụi con để tụi con có kinh phí để là duy trì chương trình. Tại vì là lên chương trình thì tụi con chỉ là cầu nối để tạo ra giúp cho các cô chú kết nối với nhau thôi, tụi con không có tu phí gì hết. Nên là các cô chú thương thì các cô chú ủng hộ tụi con nha. Rồi ok, thứ nhất chú nói quá một tí nữa thì tất cả những cái thứ gì mà chú lên cánh là chú chịu trách nhiệm về những cái lời của mình. Thứ hai nữa là mùng năm hay là mùng năm tháng chín á là chú sẽ vào thì chú sẽ đến tận đây chỗ đó, bởi vì chú cũng chẳng có nhà đây nữa. Bây giờ là ở ngoài này thì chú khẳng định chú sẽ đóng cửa, chú sẽ đi vào để mà khai thác một cái công việc sắp tới thì chú sẽ vào thì có cái người để chỉ cho chú thích đây là cái ngày đó biệt đâu, mà nếu cái cơ duyên nó tới thì chú lên đó là có thể lên hình cố với chủ, có thể là lên hình cũng đấy. Nói chung là khi người ta là tuổi này cũng vậy, là mình phải để thế nào thế kia đó, chủ là chú như vậy đấy. Dạ chương trình của tụi con thì ở Nha Trang. Ở Nha Trang chứ không phải ở Sài Gòn hả? Dạ không chú ơi, chuyển ra đây rồi chú. Thì một lần nữa thì mình cũng xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện, là cũng đã được ghi hình để lên mạng xã hội thì nói chung là đó là một cái cũng rất là chân thành cảm ơn. Dạ rồi con sẽ chào chú nha. Rồi chú cảm ơn rất nhiều nhé. Bye chú, bye bye chú.